Huyền thoại MU nêu tên hậu vệ duy nhất có thể vô hiệu Mbappe nếu anh gặp Pháp. Gio Ferdinand và Gary Neville, hai hậu vệ huyền thoại của Manchester United, nói rằng Kyle Walker là cầu thủ hoàn hảo để vô hiệu hóa Mbappe nếu tuyển anh gặp Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Kylian Mbappe đã giúp Pháp vô địch World Cup 2018 và có khởi đầu ấn tượng tại giải đấu năm nay khi ghi 3 bàn sau 2 trận. Tiền đạo PSG 23 tuổi đã ghi một bàn trong chiến thắng đậm đà 4-1 của Pháp trước Úc, sau đó lập cú đúp khi thắng Đan Mạch 2-1. Với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại cộng 4, tuyển Pháp gần như chắc chắn đứng đầu bảng D và sẽ gặp đội nhì bảng C, hiện là Argentina. Nhưng điều đó có thể thay đổi sau khi Lionel Messi và các đồng đội gặp Ba Lan lúc 2 giờ sáng mùng 1 tháng 12. Tuyển Anh đã giành vị trí đầu bảng B sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước xứ Wales ở lượt đấu cuối và sẽ đối đầu nhà vô địch châu Phi Senegal ở vòng 16 đội. Một trận tứ kết có thể xảy ra giữa Anh với Pháp đang rất được chờ đợi. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup 2022 với Kylian Mbappe rất lợi hại khi chơi tiền đạo cánh trái. Thế nhưng, Rio Ferdinand và Gary Neville tin rằng Kyle Walker, hậu vệ cánh phải Manchester City của đội tuyển Anh có thể vô hiệu hóa Mbappe. Kyle Walker chưa hồi phục hoàn toàn nên phải ngồi ghế dự bị trong 2 trận đầu của đội tuyển Anh nhưng đã trở lại đội hình xuất phát trước xứ Wales, thay thế cho Kieran Trippier, Newcastle United. Tôi luôn nghĩ rằng tuyển Anh sẽ chơi 3 hậu vệ ở giải đấu này, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ không làm như vậy. Tôi không nghĩ cặp trung vệ này đủ mạnh. Nhưng John Stones và Harry Maguire đang giữ vững vị trí. Liệu những gì họ đã đối đầu cho đến nay, sau 3 trận đầu tiên có giống những gì phải đối mặt trong tương lai không? Và tôi không nghĩ là như vậy. Mbappe sẽ so tài với Walker. Chúng tôi có hậu vệ phải hoàn hảo để đối đầu với Mbappe, thể lực, tốc độ, kinh nghiệm, Gary Neville nói với Sky Sport. Khi được hỏi huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ giúp đội tuyển Anh thi đấu như thế nào trong phần còn lại giải đấu. Leo Ferdinand cũng đề cập đến cuộc đụng độ giữa Anh và Pháp trên kênh YouTube của anh ấy và nói thêm, với tôi, Kyle Walker là hậu vệ duy nhất trên hành tinh hiện tại sẽ đứng đó. Đến chỗ Mbappe và nói, được rồi, một đối một, hãy có một cuộc đua. Cậu ấy sẽ trở lại là chính mình, chúng tôi đã thấy điều đó ở Euro. Kyle Walker có đủ tự tin và là người duy nhất có khả năng làm được điều này. Trong khi đó, Gary Neville đã ca ngợi đội trưởng Manchester United Harry Maguire vì đã vượt qua khoảng thời gian có phong độ không ổn định ở câu lạc bộ và đóng vai chính tại Qatar. Tuyển Anh vẫn chưa để thủng lưới tại World Cup 2022, với Maguire khẳng định vị trí của mình trong đội tuyển bất chấp khởi đầu mùa giải tệ hại tại sân Old Trafford. Gary Neville nói về Harry Maguire, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy cảm thấy được nước Anh yêu mến nhiều hơn. Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy như ở nhà nhiều hơn. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi không thể nghĩ ra nhiều cầu thủ chơi cho đội tuyển quốc gia tốt hơn câu lạc bộ. Harry Maguire là trường hợp đó. Một số cầu thủ mang lại cảm giác như vậy, chẳng hạn Raheem Sterling trong trận đầu tiên gặp Iran. Harry Maguire là một cầu thủ thực sự giỏi, vừa trải qua quãng thời gian tồi tệ ở Manchester United. Đó là một nơi rất khắc nghiệt và nếu bạn không thi đấu tốt thì có thể bị ăn tươi nuốt sống. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua điều đó ở Manchester United. Hãy nhìn vào Marcus Rashford. Cậu ấy trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng đã bước ra từ phía bên kia. Có những cầu thủ tuyệt vời mà tôi chơi cùng ở United đã trải qua điều tương tự khi họ gặp khó khăn trong một khoảng thời gian và chơi tốt hơn nhờ điều đó. Cựu hậu vệ cánh phải Quỷ Đỏ chia sẻ thêm. Bayern Munich có thể mua Harry Kane giá 90 triệu bảng. Bayern Munich đang xem xét việc chiêu mộ tiền đạo Harry Kane của Tottenham Hotspur trong một vụ chuyển nhượng bom tấn. Tiền đạo 29 tuổi còn hợp đồng với đội bóng Bắc London đến năm 2024. Tuy nhiên, những tin đồn về khả năng Harry Kane chuyển đến đương kim vô địch Bundesliga đã lan truyền một thời gian. Oliver Kahn, giám đốc điều hành Bayern Munich, đã thúc đẩy suy đoán đó vào đầu tuần này khi ca ngợi đội trưởng đội tuyển Anh. Cựu thủ môn Bayern Munich nói với Sky Sport Đức, kia là một cầu thủ rất giỏi, nhưng cũng có nhiều cầu thủ rất giỏi khác. Tôi đã đọc tin đồn đó ở khắp mọi nơi. Theo Sky Sport, Bayern Munich đang xem xét khả năng chiêu mộ Harry Kane. Mức giá của Harry Kane rơi vào khoảng 70 đến 90 triệu bảng Anh. Thế nhưng, đương kim vô địch Bundesliga không dễ để có đội trưởng tuyển Anh. Daniel Levy, chủ tịch Tottenham Hotspur, đã từ chối bán Harry Kane cho Manchester City vào năm ngoái sau câu chuyện chuyển nhượng kéo dài. Kể từ đó, những tin đồn về sự ra đi của Harry Kane không còn nữa, đặc biệt sau khi Tottenham Hotspur bổ nhiệm Antonio Conte làm huấn luyện viên 12 tháng trước. Giờ đây, sự quan tâm từ Bayern Munich một lần nữa lại dẫn đến những lời đồn đoán.
với việc Harry Kane được cho sẽ đưa ra quyết định về tương lai sau World Cup 2022. Khi Harry Kane sẽ bước vào mùa hè năm sau với 12 tháng cuối hợp đồng, Tottenham Hotspur có thể cảm thấy đó là lúc để kiếm tiền từ tiền đạo huyền thoại của họ. Harry Kane đã ghi được 261 bàn thắng ngoạn mục sau 408 lần ra sân cho Tottenham Hotspur và chỉ kém 5 bàn so với kỷ lục của câu lạc bộ do Jimmy Greaves thiết lập. Harry Kane có 51 bàn thắng cho đội tuyển Anh và chỉ kém 2 bàn so với kỷ lục của Wayne Rooney. Tại World Cup 2022, tiền đạo 29 tuổi chưa nổ súng nhưng đã thực hiện 3 pha kiến tạo thành bàn. Harry Kane có khởi đầu mùa giải tốt với Tottenham Hotspur khi ghi 13 bàn sau 22 trận. Thế nhưng, đội bóng thành London đang tụt lại phía sau Arsenal và Manchester City trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này và bị loại khỏi Carabao Cup sau khi thua Nottingham Forest. Harry Kane vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp và có thể rời Tottenham Hotspur để tìm kiếm vinh quang.